represent Malaysia. Mona Jufairi bin Jamari. Xin mời bạn đồng minh đội tuyển Malaysia gốc Đài Sơn. Hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Trọng tài góc nhà vào đánh ngã cho vận động viên góc tay đỏ. Valid draw for the red corner. Trọng tài góc nhà ta đánh ngã cho vận động viên góc đài đỏ. Valid draw for the red corner. Thank you.
tay góc nhà đã đánh ngã nhà vận động viên gốc Đài Xanh. Valley draw for the blue corner. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Valley drop for the red corner. Hiệp thi đấu thứ 3 bắt đầu. Round 3.
drum. Trọng tài công nhận là đánh gãy cho bà.